Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Thì các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3 bài 30, bảng nhân 7. Đầu tiên các em làm bài 1 tính nhẩm. Bài nhân 2. Chúng ta có 7 nhân 2 bằng 14. 7 nhân 4. 7 nhân 4 bằng 28. 7 nhân 8 bằng 56. 7 nhân 5 bằng 35. 7 nhân 3 bằng 21. 7 nhân 1 bằng 7. 7 nhân 6 bằng 42. 7 nhân 9 bằng 63. 7 nhân 10 bằng 70. 0 nhân 7 bằng 0. 0 nhân với bất kỳ số nào thì kết quả cũng bằng 0. 0 nhân 1 bằng 0, 0 nhân 2 bằng 0, 0 nhân 3 bằng 0 và 0 nhân 7 bằng 0. 7 nhân 0, ngược lại 7 nhân 0 cũng bằng 0. Bất kỳ số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. 0 nhân với bất kỳ số nào thì cũng bằng 0. 1 nhân 7 bằng 7. Như vậy các em vừa làm xong bài tập số 1. Tiếp theo các em sang bài 2 số. Ở đây người ta có gợi ý là 7 nhân 5 kết quả bằng bao nhiêu? Các em sẽ điền số vào ô trống này. Các em nhẩm bảng nhân 7, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35. Như vậy các em sẽ điền số 35 vào ô trống. Tiếp tục, người ta có gợi ý là 7 nhân 3 và các em điền kết quả vào ô trống. Các em nhẩm bảng nhân 7, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21. Như vậy các em sẽ điền số 21 vào ô trống. Tiếp tục, người ta có gợi ý 7 nhân với 8 và kết quả các em tính được, các em sẽ điền vào ô trống. 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 6 bằng 42, 7 nhân 7 bằng 49, 7 nhân 8 bằng 56. Như vậy các em sẽ điền số 56 vào ô trống. Tiếp theo chúng ta có 7 nhân 6 bằng bao nhiêu? Kết quả các em sẽ điền vào ô trống. 7 nhân 6 bằng 42. Như vậy các em sẽ điền số 42 vào ô trống. Tiếp tục, 7 nhân 10 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 70. 7 nhân 10 bằng 70. Như vậy các em sẽ điền số 70 vào ô trống. Tiếp tục, 6 nhân 7. 6 nhân 7 thì bằng 42. 7 nhân 6 bằng 42, 6 nhân 7 cũng bằng 42. Như vậy các em sẽ điền số 42 vào ô trống. Ở đây các em lưu ý là A nhân B thì có cùng kết quả với là B nhân A. 7 nhân 6 bằng 6 nhân 7. 7 nhân 8 bằng 8 nhân 7. 7 nhân 10 bằng 10 nhân 7. Tiếp tục, các em sẽ điền vào ô trống kết quả của phép tính 6 x 10. Ở đây 6 x 10 bằng 60, như vậy các em sẽ điền số 60 vào ô trống. Tiếp theo, chúng ta có 7 x 7. 7 x 7 bằng 49, như vậy các em sẽ điền số 49 vào ô trống. Tiếp theo các em sang bài 3. Bài 3 có nội dung như sau. Một lớp học có 5 tổ. Mỗi tổ đều có 7 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Ở đây các em có thể hiểu như sau. Một lớp học có 5 tổ. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây chúng ta có 5 tổ và mỗi tổ này có 7 học sinh. Như vậy, ở đây người ta hỏi là lớp đó có bao nhiêu học sinh?
Chúng ta có số học sinh của lớp đó là tổ thứ nhất có 7 học sinh. Các em cộng với số học sinh của tổ thứ hai là 7. Tiếp tục các em cộng tiếp với số học sinh của tổ thứ ba cũng là 7. Các em cộng tiếp với số học sinh của tổ thứ tư cũng là 7. Và các em cộng tiếp số học sinh của tổ thứ năm cũng là 7. Như vậy chúng ta có 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7 cộng 7. Ở đây có tất cả là 5 số 7 cộng với nhau. 5 số 7 cộng với nhau các em có thể biểu diễn bằng phép nhân là 7 nhân với 5. Số 7 này được nhân lên 5 lần. Như vậy 7 nhân 5 bằng 35. Do đó lớp đó có tất cả là 35 học sinh. Bài giải. Số học sinh của lớp đó là: lớp này có 5 tổ, mỗi tổ có 7 học sinh. Như vậy số học sinh của lớp đó là 7 x 5 bằng 35 học sinh. Và ở đây các em sẽ có đáp số là 35 học sinh. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau: đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Đầu tiên chúng ta có vạch thứ nhất của tia số là 0. Vạch thứ hai các em đếm thêm 7, tức là lấy 0 cộng 7 bằng 7. Như vậy vạch thứ hai là số 7. Vạch thứ ba các em lấy 7 cộng với 7 bằng 14. Như vậy vạch thứ ba là 14. Vạch thứ tư các em lấy 14 cộng với 7 bằng 21. Như vậy vạch thứ tư là 21. Tiếp theo, vạch tiếp theo của số 21, các em lấy 21 cộng với 7, tức là các em đếm thêm 7. 21 cộng 7 bằng 28. Tiếp theo, số 28 thì các em lấy 28 cộng với 7. 28 cộng 7 bằng 35. Như vậy, vạch tiếp theo của số 28 là 35. Tiếp tục, vạch tiếp theo của số 35, các em lấy 35 cộng với 7 bằng 42. Tiếp theo của 42 là 42 cộng 7 bằng 49. Tiếp theo của 49 là 49 cộng với 7 bằng 56. Tiếp theo của 56 là 56 cộng với 7 bằng 63. Như vậy là các em đã làm xong bài tập số 4. Tiếp tục các em sang bài tập số 5. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên. Người ta yêu cầu các em hãy xếp thành hình như hình sau. Ở đây chúng ta sẽ xếp như sau. Như vậy là các em đã xếp được một hình như hình bên từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ 6 hình tam giác đã cho. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.